Đây là anh Hà bưởi ngon đang xếp Anh hàng xuất chuyển cho về khách Hải Dương Tứ Kỳ, chuyển Tứ Kỳ về Hải Tứ Dương. Kỳ Hải Dương. Là hiện nay là khách đang lấy 450 cây. Vừa là bưởi diễn, vừa là bưởi quý dương. Đường chín Rồi sớm. là đào đường chín sớm, bưởi đường chín sớm thôi. Đây là cây gọi là không Đây. kịp lớn. Đây cây chưa kịp lớn, khách lá vẫn non, khách đã Lá vẫn đòi. non nó đòi rồi, cây bé Và nó lấy rồi. cô đang xếp bưởi lên. Chỗ này là 100 cây.